Roman là game thủ chim sẻ, và hãy cùng xem Quân nó sẽ là như thế nào ở trong trận đấu này. Gỗ đầu rất gần, đánh vâng đánh đế chế mà gỗ đầu như gần như này là ngon, nhưng mà hai vẫn đi ra ngoài phát hai sư tử ngay không ngon lắm. Một pha giật kịp thời đây game thủ chim sẻ, giật chuẩn đấy, vâng xứng đáng làm thằng đàn ông. Pha rút kịp thời của sẻ không lại hoảng đời lắm ông. Vâng, Summer hit, Summer đến Hồng Anh và Hitty đã đưa game thủ OG 8 đời lắm ông, là giật không kịp đấy các bạn. Vâng, đời lắm ông là rút không kịp, nhưng mà sẻ thì rút kịp ở trong turn vừa rồi, hợp lý. Persian đến được Mạnh Hào, Quân ở trong trận đấu này thì vẫn cân thôi. Sẻ kinh nghiệm lắm, rút nhanh. Ừ đấy, vâng, cái kinh nghiệm đế chế đấy, à, cái kinh nghiệm từ ngoài thực tiễn nó cũng giúp cho game thủ chim sẻ đánh hay lên được thêm 3 phần. Những tên rút chân kịp thời giúp cho sẻ không chết dân. Vâng, 10/16 Roman Pearl đối đầu với Summer Hit. Quân này thì cân thôi. Xem vào khả năng ép đời thì chúng ta sẽ có khả năng ép đời sớm hơn. Nhưng mà đội bạn đánh lâu dài tiếp tục là một tên rút chân kịp thời tới game thủ chim sẻ. Ấy, có kịp không nhỉ? Kịp. Vẫn là một pha rút kịp tới từ game thủ chim sẻ nắng. Đấy, làm thằng đàn ông nó phải như vậy anh em ạ. Chứ cứ như ông Hào ấy. Vâng, cứ như ông Hào đấy. Cứ chớm, vâng, cứ chớm đâm vào phát là thôi. Nhận đủ luôn. Đó lý do vì sao mà sẻ ít khi chết dần hơn Hào. Ông Hào thì cứ gọi là làm một kèo chết tầm trục dân cho nó mát. Hai hôm nay tôi bình luận Hào là đâu đấy hai kèo chết tầm, tôi đếm sơ sơ chết tầm khoảng 30 dân. Vâng, trung bình thì cứ trận một trận trên một dân. Có trận không chết dân nào nhưng có trận trên đến 3 dân, chuyện bình thường. 16/20. Vâng, như vậy quả phụ có ở trong trận đấu này rồi. Chào tất cả anh em nhá, chào mọi người nhá. Hello anh em. Rút không kịp thì có thể ngã ngựa không Gami ơi, rút không kịp thì vâng, rút không kịp thì chúng ta lại tính đến cái câu chuyện hôn nhân thôi. Hôn nhân và gia đình. Và hiện tại thì kèo đấu của chúng ta cũng sẽ được chiếu ở trên trang chủ chim sẻ nắng.com. Anh em nếu như mà anh em có thể vào chim sẻ nắng.com xem để có thể ủng hộ cho ekip của chim sẻ nắng, của chim sẻ nắng studio nhé mọi người. Đến từ phát. Vâng, chào anh Thương Nhi nhá. Vâng, hello tất cả anh em. Chào anh Phùng Thế Khang nhá. Vâng, bài đấu có một voi và kích đời 749 thì game thủ chim sẻ có thêm một bầy hươu nữa ở phía bên ngoài. Một quả phụ, như vậy đồ ăn về cơ bản cũng đã đủ rồi. Trận đấu này tất nhiên là chúng ta sẽ phải đánh nhanh. 23 dân, còn đây là máy Mạnh Hào, bầy hươu được đưa về. Hai voi, một voi câu hơi lỗi. Vâng, phải ăn quả phụ. Bài này Mạnh Hào sẽ lên đời sớm đây. Chúng ta sẽ cùng sang với màn hình máy của Mạnh Hào. Chào anh Minh Phương nhá, chào anh em bên âm thầm nhá, chào mọi người. Em là con gái mà sao lại chào anh à? Ok, chào bạn Thương Nhi nhá. Vâng, chào tất cả anh em đang có mặt ở trên page của game thủ chim sẻ ạ. Hello tất cả mọi người. Anh em xem này, nếu thấy hay thì anh em có thể cho em xin một follow ở trên fanpage Kami Luxury của em ở dưới bài ghi với nhá cả mọi người nhá. Cảm ơn anh em. Kami khai mõm chắc chắn may mắn còn chứ sao nữa anh em ơi. Anh em nói thì chỉ có đúng. 23 dân, con giò sẽ được di chuyển đến Mạnh Hào. Phía bên kia U98 chưa lên đời. Đó. Hồng Anh cũng lên đời rất sớm. Còn cháu Hồng Anh này ép đời khét thật. Con ngựa gió bắt đầu di chuyển đến Mạnh Hào. Khả năng tôi sẽ xem Hào trước nhá. Có một nhà rất gần với nhà của Hào đấy. Đó chính là nhà của U98.
Game thủ lên đời hơi muộn trong trận đấu này, đó là người cầm Hitty. Hảo ôm được Hitty là ngon. Cánh bên này sẽ vâng sẽ đối đầu với Sumerian của game thủ Hồng Anh. Vâng, tôi xem ông Hào này có thể ôm được game thủ cầm Hitty hay không. Nếu như Hồng Anh không sang, vâng, nếu như mà game thủ chim sẻ có thể khiến cho Hồng Anh, vâng, nếu như mà game thủ chim sẻ có thể khiến cho game thủ Hồng Anh không sang cứu được ở trong trận đấu này thì Hào sẽ ôm được, chắc chắn ôm được Hitty của U98. Hào lên sớm, 98 lên trận này khá muộn. Và Hào đã công ca thời điểm cực sớm rồi đấy. Vâng, một tuần đóng A để công ca thời điểm rất sớm tới từ game thủ Mạnh Hào rồi đấy. Vâng, bây giờ thì chỉ còn là game thủ, vâng, bây giờ chỉ còn là đợi, vâng, sẽ đừng cho Hồng Anh sang cứu nữa thôi. Chắc chắn 98 sẽ đi trong trận đấu này. Chắc chắn 98 sẽ là người thiên cổ luôn sau pha công ca này của game thủ Mạnh Hào. Hào đóng quả ca cũng tương đối chất. Vâng, để chắn đường con lạc đà của game thủ Hồng Anh, bắt Hồng Anh phải đi vòng. Nhưng nó điều đó đồng nghĩa việc là anh cũng phải đi vòng luôn. Hy vọng là con ca sẽ mọc trong. Vâng, quả này mà ca nó mọc ngoài đúng là đau đầu. Thường sẽ mọc trong rồi. Rồi, mọc trong. Và tính toán chuẩn xác tới từ game thủ Mạnh Hào. Và tấn công ca của game thủ Mạnh Hào nó cũng là cực kỳ tinh tế. Pha vẩy e của đối phương. Ây ạ. Mày vẩy e với cả chúng tôi này. Mày vẩy hộ tôi cái. Vẩy hộ cái quýt. Quýt. Thám 30/40. Mày không quýt. Vâng, chưa bánh xe, vừa mới lên đời xong thôi. Vẫn đang không bánh xe tới từ game thủ U98. Vâng, Hồng Anh có tơn sang cứu nhưng hơi muộn. Đây là thời điểm phút thứ 14 trong game. Thì cứu hộ tôi cái. Này thì cứu, thích thì chém luôn cả thằng cứu. Cái tội can là cái tội nặng nhất. Tham 31/44 dành cho game thủ Mạnh Hào ở trong trận đấu này. Này thì cứu với cả chúng tôi, nhưng Hồng Anh sang cứu trần lực quá anh em ạ. Vâng, 2k nó vẫn đang còn nguyên. Ở tầm này thì thực ra Mạnh Hào hoàn toàn có thể dã thẳng, vâng, dã thẳng nhà BA của game thủ U98 luôn cũng được. 98 đang muốn mang dân ra để có thể vụt ca. Tầm này thì khả năng U98 sẽ nhận đồ bơm của Hồng Anh để sóc quân là cái chắc. Rất nhiều nông dân tới từ game thủ U98. Hồng Anh cũng đang sang đây cứu trận lực. Này thì cứu này, mặc kệ Hồng Anh cứu, vẫn cứ đang chém vào dân của U98 để cho nó hiểu. Vâng, không ai có thể cứu được em ở trong trận đấu này 98 ạ. Quýt. Bánh xe có rồi, nhưng chết rất nhiều dân. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với màn máy của game thủ chim sẻ. Thế thì sẻ phải giải quyết Hồng Anh đi thôi. Vâng, tỷ số là 2-1 dành cho chúng ta ở trong xe đấu đầu tiên. Thế thôi. Vâng, đơn giản. Này thì cứu. Cảm ơn quan chủ lực đã gửi tặng game thủ chim sẻ 75 sao nhá. Hào đánh trận này mà còn ngáo anh em. Đánh tinh tế thế này mà anh em còn kêu ngáo. Đóng ca, anh em hiểu, đóng ca để còn chặn lạc đà của Hồng Anh, không cho là lạc đà của Hồng Anh cứu từ hướng mặt nhà mình.